Hello, Biển Xanh xin kính chào quý anh chị và các bạn cùng các nhà đầu tư cá nhân. Hôm nay Biển Xanh xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một lô đất nằm trên trục đường Trần Anh này quý anh chị nhé. Đây là trục chính của khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, ấp mới 2 Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An. Và cái lô đất nằm trên mặt đường Trần Anh này có diện tích là ngang 5, dài 25.4 bằng 127m². Hôm nay Biển Xanh giới thiệu đến quý anh chị và các bạn, nó thuộc một lô góc quý anh chị nhé. Hướng Tây, đường trước đất là hướng Tây và bên hông là hướng Bắc. Nằm ngay kế bên hồ sinh thái quý anh chị nhé. Rồi, mình đã tới lô đất. Đây chính là vị trí lô đất của mình quý anh chị nhé. Đây, phía trước chính là trục chính đường Trần Anh. Mình chạy từ ngoài cổng khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia Dô, chính là con đường Trần Anh. Mình chỉ cần chạy thẳng con đường này tới cuối đường gần hồ sinh thái. Đây chính là phía trước mặt mình là hồ sinh thái. Thì sẽ tới lô đất của mình ngay. Lô này là một lô góc. Ngang là 5m và dài sâu xuống phía dưới là 25.4. Tổng diện tích trên sổ là 127m² quý anh chị nhé. Và giá của lô đất này là 1,3 tỷ, còn thương lượng nhẹ, bao sang tên công chứng. Đất là đất thổ cư, sổ hồng riêng. Cái lô đất này thì nó nằm ngay kế bên là hồ sinh thái, mặt tiền trục chính của đường Trần Anh quý anh chị nhé. Và nó giống như là một lô góc vậy đó. Trên sổ thì nó không thể hiện đường bên hông này, nhưng mà thể hiện đường phía trước này thôi. Nhưng mà nhìn cái miếng đất thì mình sẽ có được hai cái mặt tiền, đó là mặt tiền bên hông này và mặt tiền trước đất. Tổng diện tích là 127m², tức là chiều ngang là 5 và dài sâu xuống phía dưới là 25.4. Thổ cư 100%, sổ hồng riêng, mình mua là chỉ việc sang tên công chứng ngay quý anh chị nhé. Lô đất này là nằm ngay kế bên hồ sinh thái. Đây, phía trước của mình chính là cái hồ sinh thái đó quý anh chị. Khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia này thì dân sinh ở rất là đông đúc, bởi trong khu này thì nó hình thành cũng khá là lâu rồi, khoảng 8 năm rồi. Cho nên dân sinh người ta về đây rất là nhiều. Trong khu này thì những cái lô đất trống cũng không có còn nhiều nữa quý anh chị. Đây chính là cái hồ sinh thái quý anh chị nhé. Hồ cũng khá là sâu và rộng đó quý anh chị. Đây chính là đường trục chính của Trần Anh. Và lô này là một lô góc quý anh chị nhé. Thổ cư 100%, tổng diện tích 127m². Trong khu này thì đang có xây trường mầm non và trường cấp 1, chính vì thế mà cái giá đất nó ngày một gia tăng. Cái lô này chỉ có 1,3 tỷ, còn thương lượng bớt chút lọc, tính ra thì chỉ có 10 triệu trên 1m² thôi đó quý anh chị ơi. Rất là rẻ luôn. Do chủ đất đang cần tiền để sử dụng cho công việc làm ăn kinh doanh cá nhân, cho nên là bán gấp với giá khá là mềm. Trong cái khu này thì những cái lô đất trống nó không còn nhiều, chính vì thế mà giá ở trong khu này đang là leo thang từng ngày đó quý anh chị ơi. Và đồng thời là trong khu này đang xây trường học nữa, cho nên là cái giá đất nó tăng rất là nhanh. Cái giá trị đất nó tăng lên khá là nhanh đó quý anh chị. Quý anh chị có quan tâm đến vị trí của cái lô đất này thì hãy nhanh tay nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc gọi cho Biển Xanh số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé.
Đây là một lô góc nằm trong khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, ấp mới 2, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An. Lô đất này hướng Tây. Diện tích là 5 x 25.4 bằng 127m2, thổ cư 100%, sổ hồng riêng. Mình mua là chỉ việc lên phòng công chứng Đức Hòa là sang tên công chứng ngay quý anh chị nhé. Ở đây người ta đã phân lô, người ta cũng bán hết rồi chứ không có còn lô nào là trống hết. Cái lô này là nó nằm ngay gần kế bên hồ sinh thái, mặt tiền trục chính của đường Trần Anh. Diện tích cũng khá là dài, 5 x 25.4, mình xây nhà rất là thoải mái luôn đó quý anh chị. Giá là 1,3 tỷ, tính ra khoảng 10 triệu trên 1 mét vuông thôi, bao sang tên công chứng trong ngày. Đây là một lô góc hai mặt tiền đó quý anh chị. Lô đất hướng Tây, nằm trục chính đường Trần Anh. Khu dân cư rất là đông đúc. Kế bên thì có hồ sinh thái, khá là rộng. Nó sẽ đem cái hơi nước, mình ở gần cái hồ sinh thái thì nó sẽ mang cái hơi nước lên, thì mình ở đây nó sẽ rất là mát đó quý anh chị. Khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia này nó cách Sài Gòn chỉ khoảng 3 km thôi, cho nên mình giao thông, mình đi về Sài Gòn thì rất là gần. Bao bọc xung quanh đây thì rất là nhiều khu công nghiệp như là Nhị Xuân, Xuyên Á, Hoàng Gia, khu công nghiệp Đức Hòa 3. Chính vì thế mà cái lượng công nhân tập trung về đây sinh sống và làm việc rất là đông. Mà công nhân đo về đây đông thì cái nhu cầu về nhà ở nó sẽ tăng cao, kéo theo đó là giá đất, giá nhà ngày một gia tăng. Đồng thời thì cái bên Sài Gòn thì quỹ đất ngày càng hạn hẹp, cho nên là người ta di dời về những vùng ven Sài Gòn kế bên như là xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An này rất là nhiều. Những nhà đầu tư cũng về đây khá là nhiều, cho nên cái quỹ đất còn trống nó không còn nhiều. Chính vì thế mà giá nó mỗi ngày mỗi tăng. Những cây lô đất giá còn mềm như thế này thì không có nhiều đâu quý anh chị. Đây là lô góc mặt tiền đường Trần Anh quý anh chị nhé. Em xin nhắc lại, lô đất này là 5 x 25.4 bằng 127m2, thổ cư 100%, sổ hồng riêng. Mình mua là chỉ việc lên phòng công chứng Đức Hòa là sang tên công chứng ngay. Giá là 1,3 tỷ bao sang tên công chứng cho mình. Quý anh chị có quan tâm đến vị trí của lô góc này thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn xem video hãy nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin chào và hẹn gặp lại.